Trong chúng ta, hầu như ai cũng biết ngược đường là hành vi vi phạm pháp luật, phải bị xử lý nghiêm minh. Thế nhưng, từ năm 2019 đến nay, đội ngũ y tế của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã đoàn kết, tập trung trí tuệ, cùng nhau đi ngược đường gần 150 chuyến. Điều kỳ lạ, những chuyến ngược đường của đội ngũ y tế Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên không những không bị xử lý mà còn được Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao bởi tính nhân văn, sự sáng tạo, đặc biệt là tinh thần quyết tâm đưa các tiến bộ khoa học, y học hiện đại, những kỹ thuật khó về với người dân Hưng Yên. Nói hình tượng như tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên, nguyên Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Đó là những chuyến ngược đường ngoạn mục. Nhiều người đã nói đùa là ông trời chưa cho nó sinh ra, thế nhưng là công đã đi ngược lại với ông trời để cho nó sinh ra. Vì nếu mà không có kỹ thuật thì làm sao sinh ra được nữa. Thấu hiểu được những áp lực, những băn khoăn, lo lắng, đặc biệt là ước mơ, sự mong mỏi chính đáng được làm cha làm mẹ của các cặp vợ chồng hiếm muộn. Sau 2 năm, với những nỗ lực vượt bậc, đặc biệt là việc đầu tư trí lực, vật lực, lựa chọn, cử một đội ngũ gần 20 cán bộ y tế luân phiên nhau đi học tập, đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia. Ngày 1 tháng 10 năm 2019, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã chính thức triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, hay còn gọi là IVF. Sau khi chúng tôi có cái sự chuẩn bị về nhiệm vụ của bệnh viện, thì chúng tôi cũng đã báo cáo các đồng chí lãnh đạo trong tỉnh, báo cáo đồng chí lãnh đạo ngành. Bắt đầu từ 2018 thì chúng tôi triển khai đồng bộ là đào tạo, là bố trí cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị. Hai trung tâm lớn của thủ đô đó là Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, chính do đồng chí nguyên thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến làm giám đốc. Đấy. Và cái trung tâm công nghệ phôi của Bộ Quốc phòng, tức là có trong Học viện 103, đến làm hai cơ sở đào tạo lại nguồn nhân lực để chuẩn bị cho có cái nhân lực để triển khai được kỹ thuật. Lúc đầu chuẩn bị thì cũng thấy là rất là tự tin, nhưng khi bắt đầu vào cuộc thì cũng rất là lo lắng. Đấy. Vì đây là một cái làm ra con người. Chính vì thế thì chúng tôi cũng chuẩn bị rất là kỹ, từ tổ chức khám, giải thích cho người bệnh, giải thích cho những cặp vợ chồng như thế là triển khai ở đây, để làm sao họ thoải mái tâm lý, chuẩn bị tâm lý, cũng như là họ sẵn sàng đón nhận. Không phải là ai cũng đã dám dũng cảm để tin vào những cái cơ sở đầu tiên để triển khai. Cặp vợ chồng đầu tiên được chỉ định phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF để điều trị vô sinh hiếm muộn tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên là anh Nguyễn Hồng Long, sinh năm 1989, vợ là chị Bùi Thị Hương, sinh năm 1996, quê ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Vợ chồng anh chị cưới nhau từ năm 2015, sau một năm kết hôn không có con. Năm 2016, anh chị bắt đầu hành trình tìm con. Cứ hai vợ chồng nghe người này kể hoặc người kia mách ấy, thì lại cứ chở nhau đi lên bệnh viện thiết bị. Nhân kết quả là có rồi, nhưng mà vì sao thì lại là thai ngoài. Nguyên thì coi như lại quay lại lúc nghĩ ban đầu buồn. Thất vọng, chán nản, vợ chồng anh tìm về Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Hưng Yên để phẫu thuật thai ngoài tử cung, với những hy vọng hết sức mong manh. Điều làm anh chị vô cùng ngỡ ngàng là tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, các y bác sĩ cũng đang triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Chia sẻ về sự ngỡ ngàng, anh chị cho biết, anh chị chưa bao giờ dám tin ở Hưng Yên lại có bệnh viện triển khai được kỹ thuật này. Bởi từ trước tới giờ, chị
chỉ có bệnh viện trung ương, những bệnh viện lớn mới tiến hành những kỹ thuật hiện đại, những kỹ thuật khó. Vực dậy tinh thần sau những lần hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề, anh chị đã quyết định đăng ký làm kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF tại bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Tâm lý lúc đầu tiên ở quê ở nhà thì là các cụ bao giờ cũng phải là cứ đi Hà Nội. Thế em bảo là bây giờ ở đây thì làm, thứ nhất là bệnh viện mới làm ấy, thì cũng gần như là mời toàn các giáo sư bác sĩ trong Hà Nội về người ta làm. Thứ hai nữa là mình ở gần đây đi lại nó tiện hơn. Sau đó thì ông bà đồng ý. Vâng. Ông bà không những không đồng ý mà còn giục đi. Trường hợp của chị Đỗ Thị Hương là vô cùng phức tạp. Chị có tiền sử buồng trứng đa nang với 3 lần thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp IUI không thành công. Một lần trở ngoài tử cung và phải cắt một bên vỏ trứng. Ca đầu tiên thì chỉ có 2 quả trứng, có 2 quả. Thế anh bảo là 2 quả thì cái tỷ lệ nó thành công nó sẽ thấp hơn với cái bạn 10 quả. Sau khi lấy trứng ra thì cái ekip phải làm trong vòng 6 tiếng. Đó là chúng tôi phải lọc, rửa, tìm trứng và chuẩn bị từ trứng xong đến chuẩn bị đến tinh trùng và chuẩn bị máy. Đấy, và với kỹ thuật của chúng tôi tại bệnh viện này thì sử dụng kỹ thuật cao nhất, bắt một cái con tinh trùng khỏe mạnh của người chồng và trên máy chúng tôi bơm trực tiếp cái con tinh trùng ấy vào trong bào tương của quả trứng. Ca đầu tiên thì chúng tôi phải triển khai ngày thứ 3, chúng tôi đưa cái phôi ấy, gọi là kỹ thuật là chuyển phôi tươi, theo phôi ngày 3 vào trong buồng tử cung của người mẹ. Và khi chuyển, từ lúc lấy đưa cái phôi vào trong buồng tử cung thì nó vô cùng nhỏ, nhất định ở trên hệ thống máy, trên các cái kỹ thuật thì những vẫn có thể có trường hợp là cái phôi nó sẽ bị tuột hoặc nó bị rơi. Khó khăn phức tạp là vậy, nhưng ngay lần đầu tiên triển khai thực hiện phương pháp IVF, điều kỳ diệu đã đến với anh chị, đến với bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Chị Hương đã có thai. Tôi đến ngày có kết quả rồi nên nhưng mà cứ vẫn phải bảo vợ nhắn tin hỏi các bác sĩ ở trên để xem cái gì chưa. Thì các bác sĩ ở trên trả lời bảo là chị còn hồi hộp chờ đợi còn hơn cả người đang chuẩn bị mang thai. Chúng tôi có hướng dẫn bệnh nhân thử cái que thử thai khi mà bệnh nhân báo cái hình ảnh hai vạch cho chúng tôi. Và đến bây giờ thì cái hình ảnh cái que thử thai của bệnh nhân gửi cho tôi thì tôi vẫn còn lưu giữ lại làm kỷ niệm. Và sau đó thì bệnh nhân được xét nghiệm máu beta HCG và xác định là có thai. Thầy Tiến cũng làm nhiều rồi, không nói đến 100 nữa, không nói đến 1000 nữa, còn hơn thế. Nhưng với ca đầu tiên của Hưng Yên thì đến bản thân thầy Tiến cũng rất là vui, rất là mừng. Thầy bảo là cơ duyên, tôi có duyên với cái bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, duyên với Hưng Yên. Thì bây giờ thì chúng tôi lại phải tính những cái chuyện là xử lý như thế nào đây. Có rất nhiều phương pháp xử lý. Phương pháp mà rất nhiều người làm để an toàn đó là chúng tôi sử dụng trực tiếp là dùng kim tiêm thuốc để cái thai không phát triển nữa. Thế và cái thứ hai nữa thì là mong muốn là nó xảy ra ổ bụng. Đấy, thì nó nhỏ nó có thể tiêu đi. Thế và cái phương án thứ ba chúng tôi xây dựng kế hoạch đó là phải phẫu thuật. Thế nhưng tất cả các kỹ thuật đấy đều là kỹ thuật xâm lấn rất là phức tạp. Đến 90% là có thể làm hỏng cái thai đang ở trong buồng. Cuối cùng thì chúng tôi chọn phương án an toàn nhất cho người bệnh. Tức là bây giờ phải xác định là phải đảm bảo tính mạng cho người mẹ trước. Đấy, còn nếu thất bại chúng ta sẽ làm lần hai. Nên chúng tôi quyết định là phẫu thuật để lấy hoàn toàn cái khối thai bên ngoài, đánh giá lại những cái tổn thương ấy nó có
có ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ hay không. Để mổ thì rất đơn giản thôi, kíp mổ làm trong vòng chưa đến một tiếng hồ đã làm toàn bộ, lấy thai ra phục hồi tử cung. Chúng tôi tiếp tục hồi hộp theo dõi cái thai ấy có phát triển không. Thì nếu nói đúng một câu gọi là ơn giời, cái thai vẫn phát triển. Thế thì chúng tôi cũng nói là đây là sự kỳ diệu của kỳ diệu. Sau gần 260 ngày luôn ở trong tình trạng hồi hộp chờ đợi, sáng ngày 9 tháng 6 năm 2020, chị Bùi Thị Hương có dấu hiệu chuyển dạ. Đó là tuần thứ 37 của thai kỳ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Nói chung cái tâm lý của mình nó rất hồi hộp. Ngồi chờ đợi như này là không có gì cái niềm hạnh phúc bằng là được đưa đón đứa cháu. Gia đình mong mỏi cháu nó coi như là bao nhiêu ngày hôm nay rồi, muốn để cháu ra đời ta nhìn cháu nó to nó phấn khởi. Vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 9 tháng 6 năm 2020, bé Nguyễn Hồng Đăng, con của anh chị Nguyễn Hồng Long và Đỗ Thị Hương, và cũng là em bé IVF đầu tiên của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, đã cất tiếng khóc chào đời trong ngập tràn niềm vui và hạnh phúc của gia đình và tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Bé Đăng nặng 2,7 kg. Trong cảm xúc của em bây giờ là rất vui, em không biết nói gì nữa cả. Cho em gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo của bệnh viện và đặc biệt là tới khoa hỗ trợ sinh sản của bệnh viện Sản Nhi. Em bé nhà mình thì định đặt tên là gì ạ? Em đặt tên là Đăng. Là gì Đăng ạ? Đăng Nguyễn Hồng Đăng. Hôm nay cũng phấn khởi coi như là được đón cháu và mừng quá, mừng quá, quá đi đón. Thế bà thấy cháu giống ai? Giống bố rồi. Em rất hạnh phúc. Nói chung là em không diễn tả được bằng lời. Và cảm ơn các bác sĩ đã giúp đỡ cho em được làm mẹ. Em bé hôm nay ra đời là một sinh linh, một công dân của tỉnh Hưng Yên. Quá trình để có được em bé này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, đến thầy giáo sư tiến sĩ anh hùng lao động thầy Nguyễn Viết Tiến, cảm ơn các thầy thuốc của bệnh viện đã nỗ lực cả thời gian qua để có kết quả này, cảm ơn gia đình cũng đã tin tưởng giao phó cho chúng tôi để chúng tôi đã làm và kết quả đã đạt được như ngày hôm nay. Đây cũng là minh chứng cho cái sự làm chủ kỹ thuật, khoa học kỹ thuật của Bệnh viện Sản Nhi. Bé Nguyễn Hồng Đăng, em bé IVF đầu tiên ra đời tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, đã cho thấy khát vọng, tầm nhìn, năng lực, trình độ, sự quyết tâm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ y tế Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên. Trước hết là phải con người, thì các bác sĩ, nhân viên ở đây thì rất có khát vọng để mà làm được những kỹ thuật mới, kỹ thuật khó. Đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế ở Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên, người ta rất muốn được thực hiện và rất muốn được học hỏi. Và kèm theo nữa thì lãnh đạo của bệnh viện và được Sở Y tế và đặc biệt như cũng lãnh đạo tỉnh cũng rất là quan tâm, ủng hộ, mua sắm các trang thiết bị, để đầu tư cho con người đi học hành. Chính vì vậy mà người ta đã thực hiện được thành công. Đến nay, các y bác sĩ của Đơn Nguyên đã làm chủ được kỹ thuật. Bệnh viện luôn xác định đây là cuộc hành trình không có điểm dừng. Hạnh phúc của người bệnh chính là mục tiêu phấn đấu, góp phần giảm bớt tối đa những khó khăn, vất vả và tốn kém cho người bệnh. Đăng ký thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên giúp người bệnh không chỉ thuận lợi trong việc đi lại, chăm sóc mà còn giảm được nhiều chi phí
so với lựa chọn thực hiện kỹ thuật này tại các bệnh viện tuyến trên do đi lại chờ đợi. Mỗi cặp vợ chồng thực hiện kỹ thuật IVF tại bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên có thể tiết kiệm được chi phí thuê xe đi lại, thuê nhà ở trong lúc chờ theo dõi. Bệnh viện còn giảm thêm 10% cho mỗi ca điều trị. Nếu đặt phôi lần đầu thành công thì chi phí điều trị còn thấp hơn rất nhiều. Chính vì thế, nhiều chuyến ngược đường đã được thực hiện. Nhiều em bé đã chào đời khỏe mạnh, mang lại niềm hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Đơn nguyên hỗ trợ sinh sản và sàng lọc trước sinh cũng là nơi theo dõi thai kỳ cho các thai phụ mang thai nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF. Em tìm 6 năm nay rồi. 6 năm nay mà mình đã đi những đâu rồi? Em đi ở trên, đợt trước em lên bệnh viện Bưu Điện thì em làm UI nhưng mà không được. Thế là em có người nói bảo là ở Sản Nhi này có làm IVF thì em tìm đến đây. Thì khi em đi khám thì em bị tắc hai vòi trứng. À, thì bác sĩ Thùy bảo là thôi nên làm IVF. Thì em làm IVF được lần 3 lần thì không được. Và lần cuối cùng thì em được thai 8 tuần 3 ngày. Trao đổi với các y bác sĩ ở đây, chúng tôi được biết mỗi thai phụ đều có một câu chuyện của riêng mình về hành trình đi tìm con. Điểm chung là đều đi nhiều nơi, chữa trị bằng nhiều phương pháp nhưng đều không thành công. Khi tới bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên, có người may mắn đã mang thai ở ngay lần đầu tiên thực hiện kỹ thuật IVF, nhưng cũng có người phải đến lần thứ tư, thậm chí nhiều hơn thế mới mang thai. Với hiếm muộn thì thực ra thì có rất nhiều nguyên nhân mà mình cũng chỉ khảo sát hiện tại về y học thì mình cũng chỉ khảo sát được những cái nguyên nhân về phía vợ, về phía chồng, nhưng có những cái nguyên nhân về những cái yếu tố về gen. Nó cũng là những cái nguyên nhân mà dẫn đến làm cho chất lượng phôi cũng như là cái khả năng mà để có con một cách tự nhiên là việc khó khăn và thậm chí là không thể có. Vì vậy là cái việc mà điều trị về hỗ trợ sinh sản bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm thì bên cạnh những cái tỷ lệ thành công thì nó vẫn có những cái trường hợp thất bại. Trong số các cặp vợ chồng thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, có những cặp vợ chồng được tiên lượng khó ngay từ khi bắt đầu khám và thực hiện kỹ thuật. Điển hình là trường hợp cặp vợ chồng chị Nguyễn Thị Nguyệt sinh năm 1993, anh Nguyễn Đình Vinh sinh năm 1990. Hai anh chị kết hôn được 9 năm chờ đợi và nhiều lần khám điều trị hiếm muộn nhưng không kết quả. Lần này, sau khi hội chẩn, anh chị được duyệt phác đồ điều trị và bắt đầu kích trứng. Kết quả tạo được 9 phôi. Lần chuyển phôi này, hội chẩn nuôi phôi ngày 5 và chuyển phôi đông lạnh. Đến nay, anh chị đã nhận được tin vui, thai hiện tại khoảng 7 tuần đã có tim thai và phát triển bình thường. Đó là câu chuyện của 3 năm về trước. Còn đây là những hình ảnh của hiện tại. Hôm nay, anh chị đến khám thai định kỳ tại bệnh viện Sản Nhi. Em bé đáng yêu này cũng đi cùng bố mẹ. Đó là kết quả IVF lần đầu của anh chị sau 9 năm ròng rã tìm con. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi lần thứ 2 thực hiện IVF tại bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, chị mang song thai 2 bé trai. Năm 2019 thì em có làm một lần ở đây do có bác sĩ Tiến làm đầu tiên á. Nhưng mà cái năm ấy thì em lại không được may mắn. Cả nhà lại về bảo thôi, cố gắng ở đây lần nữa. Thế là đến năm 2020 thì tôi lại bắt đầu quyết tâm đi làm. Thì lại đạt IVF một lần nữa thì năm ấy may mắn lại đến mỉm cười với gia đình. Quá là bất ngờ và không thể tưởng tượng được và ngoài sức tưởng tượng. Vì là em đã đi các bệnh viện lớn mà còn không được. Mà về đây em đã được, mà lại cái thứ nhất là gần gặn và thứ hai nữa là được các bác quan tâm, nhiệt tình. Thế nên là em rất là bất ngờ và xúc động. Còn đây là vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu. Anh chị thực hiện kỹ thuật IVF tại bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên năm 2021 và thật kỳ diệu khi một phôi thai phát triển thành hai. Sau 36 tuần, 5 ngày, hai bé trai song sinh cùng trứng chào đời khỏe mạnh. Từ chỗ hiếm muộn, chị Nguyệt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như cách nói vui của chị. Vui lắm, anh không biết lúc ấy em thử que thôi, em thấy mờ mờ, em đã thấy sung sướng. Em phải mua đến 15 cái que thử.
ngày nào em cũng thử, cho đến lúc mà em xét nghiệm xong rồi em mới không thử nữa anh. Bây giờ thì cũng lo tại vì nhà em cơ đi là yếu, thế là em đôi rồi cũng sợ. Cặp vợ chồng này là hai bệnh nhân vô cùng đặc biệt của đơn nguyên hỗ trợ sinh sản và sàng lọc trước sinh Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Bởi cả hai anh chị đều làm trong ngành y tế tỉnh Hưng Yên. Anh là bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Nhưng cũng vì là người có kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh vực này, nên không phải đơn giản mà anh chị đặt niềm tin vào Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Thứ nhất là mình phải nhìn nhận, thứ nhất là điều kiện cơ sở vật chất này, rồi trình độ chuyên môn của bác sĩ này. Và mình cũng phải tìm hiểu trước là ở đấy đã làm được những cái gì này, đấy, thành công bao nhiêu ca này. Đấy. Thế là những cái cơ sở để mình lựa chọn. Đi ra Hà Nội thì cái thứ nhất là đường xá xa xôi, tắc đường này. Rồi là hai vợ chồng thì ông xã em thì không thể đi cùng em được. Đôi khi là em toàn phải đi vào trong đó một mình chẳng hạn. Đấy, vì là chồng phải đi trực. Các bác thì hướng dẫn tận tình, chu đáo, đi từng chỗ nào cũng có người đưa đi, cũng có người hướng dẫn, rất là tận tình. Trong ngành thì chúng em biết là để đón được con ấy, thì cái phần tâm lý của mình nó phải chiếm rất là, cái tỷ lệ thành công nó cũng đã chiếm rất là nhiều rồi. Đấy, cái tâm lý áp lực hoặc căng thẳng thì cũng rất là khó. Thế cho nên khi mà bắt đầu vào đến đó là em đã cảm thấy rất an tâm rồi. 146 chu kỳ IVF được thực hiện, 50 em bé đã ra đời nhờ phương pháp này. Tỷ lệ thành công đạt trên 34%. Đây là một thành tích vô cùng xuất sắc của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Một kết quả vượt trên sự mong đợi. Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên trở thành đơn vị thứ 36 của toàn quốc và là đơn vị thứ 10 thuộc tuyến tỉnh triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Chúng tôi là bệnh viện chuyên ngành sản bánh nhi, thì với cái mong muốn và cái nhiệm vụ mà lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đặt cho chúng tôi với kỳ vọng là chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, thì IVF trở thành cái chuyên ngành mũi nhọn cho sản khoa và nhi khoa của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa cập nhật các kiến thức để phát triển kỹ thuật này thực sự là kỹ thuật mà thành thục tại Sản Nhi tỉnh Hưng Yên và thực sự là trở thành địa chỉ tin cậy cho các cặp vô sinh hiếm muộn. Có thể khẳng định, một ngày không xa, khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sẽ chính thức được thành lập. Đây là tin vui đối với tất cả những cặp vợ chồng hiếm muộn trong và ngoài tỉnh. Hành trình tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng của các cặp vợ chồng hiếm muộn để trở thành một gia đình hoàn chỉnh đã có thêm một địa chỉ tin cậy. Đó là Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, nơi bắt đầu cho những chuyến ngược đường ngoạn mục.